Hi, xin chào tất cả các bạn. clip này mình sẽ chỉ mọi người cách để chúng ta xuất video hay còn gọi là render video sao cho nó không bị nóng máy nhé. thì sau khi các bạn áp dụng cái thủ thuật mình chia sẻ ở đây thì mình tin chắc là máy của bạn sẽ giảm ít nhất 10 độ khi chúng ta render một cái video ấy. thì nó sẽ giúp máy của bạn có tuổi thọ cao hơn và lâu bị hỏng hơn và tất nhiên rồi các bạn có thể áp dụng cách này cho hầu hết tất cả những cái phần mềm chỉnh sửa video hiện có bây giờ nhé. ok thì trước khi vào phần hướng dẫn thì mình sẽ nói ngắn gọn cho các bạn hiểu về cái thủ thuật này nhé. Thì cách của mình ở đây là chúng ta sẽ giảm cái tốc độ của CPU xuống, bởi vì lúc chúng ta render video ấy thì cái CPU nó dùng 100%. Do vậy thì máy của bạn sẽ bị nóng. Vậy thì nếu chúng ta dùng ít CPU hơn thì máy của bạn sẽ mát hơn. Thế thôi. Tất nhiên là cái cách này nó sẽ khiến thời gian render của chúng ta lâu hơn, nhưng mà thà render lâu hơn một chút còn hơn là bị hỏng máy phải không? Ok, và sau đây sẽ là cái hướng dẫn của mình. Nếu các bạn có cái gì thắc mắc thì hãy comment ở phần dưới bình luận thì mình sẽ cố gắng giải đáp nhé. Ok. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên Windows 10 trước nhé Thì trước khi làm các bạn đừng render một cái video nào cả Chúng ta sẽ tắt hết những cái phần mềm render đi nhé đó. Sau đó các bạn sẽ nháy vào nút Start này Bây giờ các bạn sẽ coi ở trên bàn phím cái chữ đó là Control Panel như thế này được chưa Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng này Rồi Sau đấy nó sẽ hiện lên cái bảng này nhé Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình là Category như thế này được chưa Rồi sau các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng system and security này Đó. tiếp theo là các bạn sẽ kích vào cái power option này nhé ok đến đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái plan hay gọi là một cái tùy chọn để giảm cái tốc độ cpu xuống nhé vì để tạo cái đấy thì các bạn sẽ ấn vào create power plan ở bên này nhá ở chỗ này thì các bạn sẽ ghi vào cái tên này sẽ ghi ví dụ như là giảm nhiệt độ cpu chẳng hạn Đó. như này Yeah. Còn ở trên này có một số mẫu để chúng ta copy thì tốt nhất các bạn để chọn ba lần ở trên này, được chưa? các bạn ấn next like cho mình nhé. Đến đây là một số những cái cài đặt tự động tắt màn hình thì cái này các bạn thể tìm hiểu ở trên mạng nhé. Đấy. Còn giờ thì mình sẽ ấn tiếp nút create này. Ok, thì bây giờ chúng ta đã tạo ra được một cái tùy chọn này rồi. Đấy. thì để kích hoạt cái tùy chọn này thì các bạn sẽ ấn vào những cái tùy chọn đấy nhé. Khi nào nó hiện cái chấm màu xanh thì nó là kích hoạt nhé. Đấy chưa? thì chúng ta sẽ đến cái chỗ cài đặt cái này các bạn sẽ ấn vào phần setting ở bên này nhá đó các bạn để ý là nó sẽ hiện ra một cái dòng nữa ở đây các bạn sẽ ấn vào cái dòng này khi đó thì cái cửa sổ này nó hiện ra nhá thì bạn sẽ lăn cái con chuột này xuống nhá chúng ta sẽ tìm đến cái dòng processor power management này nhá rồi các bạn sẽ kéo xuống dưới tiếp và chúng ta sẽ tìm đến cái dòng maximum ở trong cái mục đó rồi bạn sẽ ấn dấu cộng ở đây đó, lúc này các bạn sẽ thấy một số những cái phần trăm này thì ví dụ các bạn muốn cái CPU nó hoạt động chỉ 70 phần rồi thì các bạn sẽ gõ ở đây là 70 nhá đó và nhớ là các bạn sẽ có ở hai cái dòng này nhá có hai dòng giống nhau nhá sau đó chúng ta sẽ lưu lại cái thiết lầm này đấy các bạn sẽ ấn nút apply ở bên này đó xong chúng ta sẽ nhấn ok nhá rồi uh, mình sẽ quay lại cái bảng luôn đấy chúng ta sẽ ấn nút can ở đây ok và các bạn thấy là nó đang kích hoạt này nhá Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem nó đã kích hoạt được chưa thì các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái thanh tác vụ bên dưới này và các bạn sẽ chọn cái dòng Card Manager này nhá. Đó, thì nó sẽ ra cửa sổ này. Thì máy các bạn có thể khác một tí. À, nó có thể thu bé lại này thì các bạn sẽ ấn vào cái hình mũi tên này để cho nó hiện to ra, được chưa? Sau các bạn sẽ chuyển sang dòng Performance ở bên này nhá. Đó. Thì đây là toàn bộ những cái thông số của máy tính nó đang hoạt động này. Thì à, các bạn sẽ để ý trên vòng CPU trên này. Thì các bạn nhìn thấy cái tốc độ CPU của mình là 2.79 này. Thế này là vẫn chưa được ấy những cái máy laptop thì chúng ta phải làm thêm một bước nữa à, bây giờ các bạn sẽ tìm cái biểu tượng pin ở dưới góc màn hình như này nhé và các bạn sẽ kích vào nó cái này nó vẫn che mất các bạn kéo sang bên này nhé thì các bạn ấn vào cái hình biểu tượng pin này à, những cái máy laptop thì chúng ta sẽ phải làm một bước này các bạn sẽ kéo cái thanh này xuống đến mức cuối cùng đó thì lúc này nó mới kích hoạt được thấy chưa thì các bạn bây giờ các bạn nhìn lại sang cái phần cpu này thì cái tốc độ của mình từ 2,79 nó đã giảm xuống còn 1,8 rồi đó. Còn khi mà bạn muốn kích hoạt lại thì các bạn sẽ kéo cái thanh này lên trên đầu này cho mình đó Thì lúc này cái tốc độ CPU nó sẽ trở lại bình thường đó. Thì những cái máy laptop thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái bước này nữa nhá Thấy chưa Giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn tạo một cái lối tắt để cho dễ truy cập nhá Thì vẫn ở cái cửa sổ này Thấy chưa Thì các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái vào cái chữ Power Option này Đấy. Nhấn giữ chuột trái nhá Xong các bạn sẽ thấy cái biểu tượng này các bạn kéo từ từ ra ngoài màn hình, Đấy, chúng ta sẽ tạo một cái lối tắt để, để truy cập vào cái này, được chưa? khi các bạn có cái này rồi thì ví dụ đây mình tắt nó đi, để mình sẽ xếp gọn đây và mình mở cái này lên thì nó sẽ truy cập nhanh vào cái trang này và lúc này thì các bạn sẽ kích hoạt cái chế độ giảm nhiệt độ CPU này thì lúc này máy của bạn sẽ mát hơn đó và bây giờ thì các bạn có thể bắt đầu render một cái video để test xem cái nhiệt độ nhé. ở cuối clip này thì mình cũng sẽ test thử một vài video nhé thì các bạn có thể tua xuống dưới để xem cái kết quả của mình nhé Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho những cái bạn dùng ở trên Windows 11 nhé Ok ở trên Windows 11 thì các bạn sẽ làm tương tự nhé thì đầu tiên các bạn sẽ vẫn nháy vào nút Start này Tho các bạn sẽ gõ là Control Panel như thế này thấy chưa các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng Control Panel đấy và cái bảng này hiện lên thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ là category này để cho dễ tìm Tho các bạn sẽ ấn system and security này và các bạn sẽ ấn tiếp vào chữ Power option nhé Rồi thì cái danh sách này nó sẽ hiện lên Rồi chúng ta sẽ tạo một cái tùy chọn mới để giảm nhiệt độ nhé Thì các bạn sẽ tiếp tục ấn vào phần Create Power Plan này nhé Nó ở góc bên tay trái này này Các bạn sẽ kích vào đây nhé Rồi các bạn sẽ tiếp tục gõ cái tên này vào đây Ví dụ đây mình cũng sẽ gõ là Giảm nhiệt độ CPU nhé Sau đó các bạn sẽ nhấn Next Còn ở đây là những cái cài đặt tự động tắt màn hình Thì các bạn phải tìm hiểu trên mạng nhé Thì mình ấn Create tiếp tục này Lúc này thì chúng ta đã tạo được cái tùy chọn này rồi các bạn thể để ý ở đây nó có hai cái tại vì lúc ấy mình tạo một cái rồi ok các bạn sẽ ấn tiếp chữ setting ở bên này tương ứng với cái tùy chọn chúng ta lúc đó thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái dòng chữ xanh ở dưới này nữa các bạn sẽ kích tiếp vào đây đó thì nó sẽ ra cái bảng này và các bạn sẽ tiếp tục tìm cái dòng đó là power management này các bạn sẽ ấn vào chữ maximum nhé đó. ở đây các bạn sẽ ghi cái tốc độ cpu các bạn muốn giới hạn ở đây ví dụ đây mình ghi 60 nhé đó thì các bạn nhớ là sẽ phải ghi cả hai cái dòng này ở đây nếu các bạn ghi càng thấp thì máy của bạn sẽ càng mát nhé Được chưa? Sau khi chúng ta đã cài đặt xong thì các bạn ấn apply này Là các bạn ấn ok Để chúng ta lưu lại cái cài đặt này Rồi Là các bạn sẽ ấn nút cancel này để chúng ta quay lại cái danh sách lúc nãy Vậy là các bạn đã tạo được một cái tùy chọn giảm nhiệt độ nhé Thì bây giờ các bạn kích hoạt thì các bạn sẽ ấn vào những cái dòng này Khi nào nó hiện cái chấm xanh là được Khi nào giảm nhiệt độ thì các bạn sẽ kích hoạt Còn lúc mà các bạn không cần thì các bạn sẽ Chuyển lại về cái chế độ bình thường Để cho máy nó chạy nhanh nhé Ok và các bạn cũng có thể tạo một cái lối tắt nhanh để truy cập về trang này. trước tiên chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên này, Đấy, thì nó sẽ quay lại cái danh sách như này nhé. sau đó mình sẽ kéo tạm sang bên này này. là các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái vào cái biểu tượng power option này nhé. nhấn giữ chuột trái, từ từ chúng ta kéo ra ngoài màn hình như này. Đấy, kéo ra ngoài màn hình như này. Các bạn nhả chuột ra. Đấy, thì nó thành một cái biểu tượng như này, Được chưa? là các bạn sẽ kéo gọn vào đây. giờ thì các bạn có thể tắt cái này đi. Đấy khi các bạn nháy đúp vào cái biểu tượng này thì nó sẽ mở nhanh ra cái trang này để các bạn kích hoạt cái chế độ của mình hiểu chưa đơn giản như vậy thôi ok giờ thì mình sẽ xuất thử một vài cái video nhé để cho các bạn xem cái nhiệt độ nó giảm như thế nào trước tiên là cái phần mềm Camtasia này Đó, thì mình sẽ thử một cái video nhé mình export này video này và mình next thì các bạn để ý là nó đang chạy nhé và mình sẽ dùng một cái phần mềm để kiểm tra nhiệt độ đây đó giờ thì mình sẽ kích hoạt cái nhiệt độ lúc mà chưa giảm nhé đây mình kích hoạt đây đó thì các bạn có thể nhìn thấy là cái này đang chạy nhé và nhiệt độ chúng ta đang lên rất chia nhiều này đó đây là nhiệt độ cpu nhé đây bảy mấy độ này được chưa và mình sẽ kích hoạt cái task manager để chúng ta kiểm tra lại cái tốc độ cpu hiện có nhé mình sẽ kéo tạm sang đây cho dễ nhìn này các bạn sẽ ấn vào tab performance này và các bạn nhìn ở cái chỗ CPU này nó là 2,79 nhá đấy là cái tốc độ CPU tối đa của mình khi mà mình để tốc độ tối đa như vậy thì cái nhiệt độ CPU rất chi là nóng này Giờ thì mình sẽ kích hoạt cái thì chọn giảm nhiệt độ nhá mình sẽ kéo bên này cho các bạn dễ nhìn này mình ấn đây mình kéo xuống cái thanh cuối cùng thấy chưa Đấy, ở chế là tốt thì chúng ta làm này thì các bạn để ý là cái CPU nó giảm xuống còn rất là thấp này Và tương ứng với nó là cái nhiệt độ nó giảm xuống khoảng 10 độ rồi Đó, thì cái điều này rất là tốt cho những cái linh kiện trong máy tính của bạn được chưa? tất nhiên là những cái điều này nó sẽ tăng thời gian render video lên một chút nhưng mà còn hơn là bị cháy máy hoặc là hỏng, phải không? Tiếp theo, theo thì mình sẽ test thử ở trên cái phần mềm cũng khá là phổ biến là Sony Vegas này, đó. Thế, ví dụ đây mình render một cái video như này nhá, mình ấn đây, Đấy, các bạn để thấy là nó đang chạy này, và giờ thì mình sẽ kích hoạt cái tốc độ tối đa như này, Được chưa? À, các bạn để thấy là cái nhiệt độ nó lên khoảng 74 rồi, đó mình mở thanh manager, mình kiểm tra lại cái tốc độ CPU nhé. bạn đã đo Top performance này, bạn CPU 99% này. Đó. L nhiệt độ đã lên đến khoảng 80 rồi. cái này chả mấy mà hỏng máy. OK, thì L thì mình sẽ kích hoạt cái chế độ giảm nhiệt độ nhé. đây mình kéo đến cái thanh cuối cùng này. chế trên tốt thì chúng ta làm như thế này. Chưa? Đấy. Đó, các bạn sẽ để ý đây. cái nhiệt độ chúng ta đã giảm được khoảng 10 độ rồi Đấy. rất là tốt cái máy tính của mình ở đây có thể giảm được hơn nữa nhưng mà mình đang dùng một phần mềm để quay màn hình ấy Thế nên là nhiệt độ nó sẽ vẫn hơi cao tiếp theo thì mình sẽ dùng cái phần mềm Primer Pro này để mình render cho bạn xem bây mình sẽ ấn export này nhé các bạn để ý là cái nhiệt độ là đang rất là cao nhé. đây nhá yeah. bảy mấy độ này và giờ mình sẽ kích hoạt cái chức năng giảm nhiệt độ này thì cái nhiệt độ của chúng ta đã giảm được khoảng gần 10 độ rồi đó cũng khá là tốt nhá yeah. cái nhiệt độ này vẫn cao tại vì máy của mình đang dùng một cái phần mềm để quay video cho các bạn xem thì do vậy nó sẽ hơi cao một tí nhá yeah. ok và đó là toàn bộ những cái hướng dẫn để giảm nhiệt độ khi render cảm ơn các bạn đã xem video này và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và nếu các bạn có một thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nhé. Ok và hẹn các bạn ở trong một cái video thử thật hay khác nhé. Bye.